Bọn này nó mang chăn đi thật à? Hai lá cờ nhá. Hai tôi lá cờ không? Hà đế. Tôi lên lên. Tôi lên lên. Khi lên nước cờ. Bổ ra, bổ đôi ra. Khi lên nước cờ. Bổ ra à? Chiến tranh là gì? Chai, mẹ đẹp đéo hết. Bổ ra cái nào? Trong những câu chuyện lười quá xa. Tôi lên lên. Khi thang thang không còn lo phiêu đen, không biết bố bố là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của chuyện của cha tôi, những giấc mơ dịu dàng để sẽ vun miệng chiến đấu vì một thầu cơ đợt tươi thơm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người tại ngôi sao vàng trên mũ. Sao mở đấy nhỉ? Thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian không mẹ tôi làm đáng nắm giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bò để rồi đây bước chân có đường đời. Mở lắm, nó bắt được đứng dưới bóng cười là một tiếng lên chân ca.